là chết rồi. Vô à, hay à. Vô, hay à. Chào anh là sẽ hay. Làm hết. Em này thấy cậu này không có hay gì vậy? Chị thấy không hay. Hay hết á. Nhiều khi chương trình nó gài vô hay không à. Em thì có cảm giác của em thì giọng này bạn hơi hơi bẹt 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 á. Em nghĩ là chắc cũng không hay. Dạ. Cô hai ơi. Cô hai ơi. Cô hai ơi. Cái bông lan nhụy vàng cánh trắng, còn bánh bông lan cánh vàng nhụy cũng vàng luôn. Vậy mà hễ xa thì trong bụng thấy buồn, chắc là mai mốt tôi về ở luôn nơi này. Ê ê ê ê ê sai quá. Ủa sao cô hai nín thinh không nói một lời? Bà mình có bảo á, hãy ăn thì có nói. Sao cô hai hà tiện từng lời, từng tiếng vậy cô hai? Dạ phải rồi đó anh ba, hãy có ăn á thì có nói. Mà sáng giờ tôi bán chứ không có ăn. Ủa, nói vậy nãy giờ tôi nít gần cả chục cái bánh bông lan. Chắc là phải ở đây nói hoài cho tới tối. Có hối. Cô hai hối làm sao cho đành đọn. Đành đọn. Đành đọn. Trong khi chỉ tại nhớ cái bánh bông lan mà từ ở trên xứ tôi lặn lội xuống dưới này. Chắc ủa bỏ trên anh không có bán hả? Chắc tại người đánh bột khéo tay nên tôi mới nhớ hoài. Ê về ý mèn đét ơi, anh nói vậy á để tôi về tôi nói lại ba má tôi. Ở nhà ba má tôi á đổ bột đóng khuôn. Chắc là do tay nướng khéo đó. Mèn ơi, mấy đứa em của tôi nó mà nghe được á, nó mừng lắm đó anh ba. Ủa, nói vậy cũng không phải. Mà cô hai nè, cô ác chi mà dữ vậy? Không lẽ bây giờ tôi nói là tại vì tôi nhớ. Nhớ gì anh ba? Nhớ bánh bông lan. Mèn đét ơi. Thích thích quá đó, làm lại câu đó liền. Mèn đét ơi, sao làm lại sao coi. Mèn đét ơi, mấy đứa em của tôi nó mà nghe được nó mừng lắm đó anh ba. Trời ơi, cái chữ mèn đét ơi, bỏ đâu cái ba đi. Bạn này nè, lừa tình dễ sợ. Mới vô quất cái câu đầu tiên. Cô hai, cô hai ơi. Trời ơi, nó khó đâu, đúng hết là... luôn em. Chính vì vậy cái cải lương nó mới khó là cái chỗ đó đó. Hát cải lương nó khó là nhiều khi mình nói lối thì mình nói được. Nhưng mà khi mà vô ca rồi á, thì mới bị chinh phô. Mà quan trọng nhịp nữa anh. Đó, nhịp nữa. Mai là về tới nơi tới chốn đó. Em tên gì nè? Dạ, em tên là Hứa Thông, hiện em đang là diễn viên. Rất là mê cải lương mà chưa có học. Thường thường là em tự học qua clip không à. À, em học diễn viên ở đâu em? Dạ, em học bên trường sân khấu, chỉ học hệ ngắn hạn thôi. Nhưng mà cái giọng em sửa được. Tại vì có một cái giọng hát trong lịch sử về những giọng ca, thì có một cái giọng còn kinh khủng hơn giọng em, mà cuối cùng đã về đến đích, cũng hát được. Đừng có nói anh. Bạn đồng nghiệp mình không đồng đội mình, anh nói như vậy để làm sao mà nói tôi hả? Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em.